Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn thị trấn Cao Phong, xã Dũng Phong của huyện Cao Phong. Qua kiểm tra thực tế tại các trường học, Ban An toàn Giao thông tỉnh đánh giá việc tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ tại các trường học về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cũng như việc không sử dụng xe máy phân khối lớn khi đến trường được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, tại xã Dũng Phong, một số bậc phụ huynh vẫn chưa quan tâm tới việc cho con đội mũ bảo hiểm khi đi học. Trong 9 tháng năm 2023, huyện Cao Phong xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, tăng 3 tiêu chí về số người chết, số vụ và người bị thương so với năm 2022. Huyện Cao Phong đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, xã, thị trấn thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị Ban An toàn Giao thông huyện Cao Phong tiếp tục phối hợp với các ngành tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh và cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện xử lý hành vi vi phạm luật an toàn giao thông, đặc biệt là việc giao xe cho con em mình đi học khi chưa đủ tuổi điều khiển, thông báo tới nhà trường, gia đình các trường hợp vi phạm. Năm 2023, huyện Đà Bắc được giao tổng nguồn vốn đầu tư công là gần 372 tỷ đồng. 10 tháng năm 2023, huyện Đà Bắc đã giải ngân được trên 118 tỷ đồng, đạt hơn 38% kế hoạch. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình để các địa phương triển khai thực hiện chưa kịp thời. Nguồn vốn sự nghiệp được giao còn chậm đã ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình. Bên cạnh đó, việc huy động xã hội hóa nguồn lực thực hiện một số dự án trên địa bàn xã thôn đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc còn gặp khó khăn. Để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 100% kế hoạch, 2 tháng cuối năm 2023, huyện Đà Bắc tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án, đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch của huyện và tỉnh giao. Nhằm kích hoạt hoạt động xuất khẩu trong tình hình mới, từ đầu năm 2023, Nghị quyết số 216/2022 do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2026. Chương trình được triển khai và đi vào cuộc sống đã góp phần khuyến khích người dân đi làm việc ở nước ngoài. Theo nghị quyết này, đối tượng hỗ trợ là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh từ đủ 6 tháng trở lên, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm công lập trên địa bàn tỉnh hoặc các doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, công bố rộng rãi trong tỉnh. Về chính sách hỗ trợ, người lao động được vay vốn ưu đãi lãi suất với mức vay tối đa không quá 100 triệu đồng một lao động, không phải thế chấp. Nhờ đó đến nay, nhiều lao động được tiếp cận nguồn vốn và đi làm việc tại nước ngoài, kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh và huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 755 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thời gian tới, các sở ngành trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn trong việc xuất khẩu lao động ở nước ngoài, từ đó góp phần để giảm nghèo bền vững. Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với các phong trào thi đua, triển khai rộng rãi tới tất cả hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện sáng, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hệ thống tường rào, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng, phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân bón, xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã đóng góp trên 19,4 tỷ đồng, hiến trên 213.000 m2 đất, trên 370.000 ngày công lao động, làm mới sửa chữa trên 1.700 km đường giao thông, trên 5.900 km kênh mương đã được kiên cố hóa sửa chữa, 459 chiếc cầu cống được làm mới, sửa chữa cùng các công trình dân sinh khác. Huyện Mai Châu hiện có 197 cơ sở lưu trú, trong đó có 4 khu nghỉ dưỡng, 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 3 sao, 31 cơ sở nhà nghỉ, 153 nhà nghỉ cộng đồng. Những năm gần đây, chất lượng các dịch vụ du lịch của huyện được quan tâm đầu tư, các điểm du lịch cộng đồng sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao được khuyến khích phát triển.
những giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được bảo tồn và phát huy. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng quản lý du lịch được chú trọng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình làm du lịch đã chú trọng quan tâm tới công tác quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương, không chỉ dừng lại ở việc bán các sản phẩm du lịch mà còn giới thiệu các sản phẩm du lịch thông qua cách bài trí không gian các phòng nghỉ tại cơ sở lưu trú, qua đó góp phần tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch. Huyện đang tập trung nghiên cứu mở rộng loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và các loại hình du lịch thân thiện với môi trường nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương ngày một đa dạng. Thưa quý vị và các bạn, trên đà hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 vượt lên khó khăn, nhiều cá nhân tập thể làm kinh tế giỏi ở huyện Kim Bôi đã linh hoạt tận dụng hiệu quả cơ chế chính sách của nhà nước, nắm bắt thị trường để nhanh chóng phục hồi và phát triển. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cũng như nhiều nông dân khác, bà Bùi Thị Hạnh, thôn Sào Bắc, xã Sào Bái, huyện Kim Bôi, luôn tìm tòi trồng nhiều loại cây với hy vọng phát triển kinh tế. Sau khi tham quan nhiều mô hình, năm 2003, bà Hạnh quyết định trồng bưởi đỏ. Để có kiến thức trồng bưởi, bà Hạnh và gia đình đã đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm. Cùng với trồng bưởi, gia đình bà Hạnh còn nuôi lợn thịt và chăn nuôi gà để tăng thêm thu nhập, đồng thời tận dụng lượng phân bón tự nhiên cho diện tích vườn. Chính cách làm sáng tạo lấy ngắn nuôi dài đã giúp gia đình bà Hạnh có vốn quay vòng thường xuyên, tiếp tục mở rộng quy mô trang trại, kể cả trong thời điểm dịch COVID-19. Cũng vài chục con lợn xề, thế là cứ nuôi mình tự cung tự cấp để mình cho nó là cái hàng sạch. Ví dụ như gà bà cũng nuôi lấy tự nuôi. Tự cho ăn ngô ăn nghiếc xong là bà tự bán hàng nhà mình để cho nó có cái thương hiệu. Kim Bôi là huyện có tiềm năng và thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quy mô các mô hình kinh tế vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhận diện rõ những khó khăn hạn chế của địa phương, những năm gần đây, huyện Kim Bôi tập trung ưu tiên phát triển các cây trồng vật nuôi có thế mạnh, đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân và nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để người dân liên kết sản xuất, thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Tuyên truyền cho bà con dân, đặc biệt là hiện nay là cái mô hình nuôi ong của hợp tác xã, của xã Hợp Tiến thì thấy rằng rất phát triển. Cái thứ hai nữa là cái phát triển về rừng. Hiện nay là bà con dân rất mong muốn là mở cái lớp may công nghiệp để giải quyết, trước mắt là giải quyết việc làm cho bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc các loại gia súc, gia cầm. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cấp ủy địa phương còn đặc biệt chú trọng hướng dẫn người dân tiếp cận với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh, huyện để đầu tư phát triển sản xuất. 9 tháng đầu năm, toàn huyện có 25 doanh nghiệp được thành lập mới. Hiện trên địa bàn huyện có 38 doanh nghiệp, 42 hợp tác xã và hơn 1.000 hộ kinh doanh các loại. Việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Đến nay trên địa bàn huyện, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng. Toàn huyện hiện có 10 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Dự kiến năm 2023 sẽ có 2 sản phẩm mới được công nhận, 1 sản phẩm được nâng hạng lên 4 sao. Trong năm 2022 và 2023 thì xã Sào Bái được cấp trên ghi nhận 5 mô hình, 1 mô hình cấp tỉnh và 4 mô hình cấp huyện. Cái này trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các xóm, các ngành đoàn thể, đặc biệt là các chi hội tiến hành nhân rộng các mô hình để từ đó có sức lan tỏa trong thứ nhất là cụm dân cư và tiến tới là trên địa bàn xã. Từ những hiệu quả của các mô hình kinh tế, huyện Kim Bôi đã và đang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất mới, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền huyện Lạc Thủy luôn quan tâm. Nhờ triển khai kịp thời những chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã giảm khoảng 3% một năm. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hưng Thi là xã thuộc vùng khó khăn của huyện Lạc Thủy. Thông qua các chương trình dự án lồng ghép với chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, người dân xã Hưng Thi đã được hỗ trợ về giống, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Hưng Thi đạt 51 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 15%. Ban chấp hành đảng ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể cho từng thôn và cái điều kiện phát triển của từng thôn là nó áp dụng theo từng thôn để phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt như thôn Niếng thì là một thôn trọng tâm phải phát triển rừng, và thôn Thơi và thôn Cùi nữa. Còn riêng thôn Voi thì lại phát triển về trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, có thể là đáp ứng được cái thị trường cũng như là cái giá cả để đảm bảo là thoát nghèo bền vững. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, huyện Lạc Thủy đã huy động lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, huyện đã triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí gần 860 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nuôi bò, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Bên cạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được huyện quan tâm, trong đó tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để thu hút lao động tại chỗ, tạo việc làm ổn định. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đời sống của người dân vùng khó khăn đã được cải thiện rõ rệt. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Lạc Thủy đạt hơn 63 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 10%. Trong thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trước hết là để giải ngân hoàn thành 100% vốn giao năm 2023. Và đồng thời là cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng cái nhu cầu vốn của năm 2024. Và mục tiêu thực hiện là sẽ hoàn thành thắng lợi chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lạc Thủy trong năm 2023, năm tiến tới năm 2024 và thực hiện trong cả lộ trình, cả giai đoạn trong lộ trình đến năm 2025. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện Lạc Thủy tập trung khảo sát, nắm tình hình đời sống của những hộ nghèo, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ và từng nhóm nghèo, cũng như thực hiện các mô hình giảm nghèo, giúp hộ nghèo vươn lên, tránh tái nghèo. Bảo vệ quyền người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 22 đến 29 độ.